cùng mình đi đề cô cho bạn khách. 18 tuổi, tự do tài chính, có nhà ở Vin luôn thì mọi người có tin được không? Hello mọi người, nay thì Vua Đài Lét nhân cái ngày mà Hà Nội nắng trời thì bên mình cũng có đi qua bên Vin để đề co cho hai bạn nữ. Thì giới thiệu với mọi người, đây là bạn nữ đầu tiên mà bọn mình có nhắc đến ở trên đầu video. Thì phải công nhận là các bạn trẻ bây giờ giỏi ghê ấy mọi người ạ. Vừa xinh đẹp vừa giỏi này, tự kiếm tiền được này, tự do tài chính luôn này, mà còn có nhà riêng ở Vin nữa thì sao mà chịu được chứ nhở? Mọi người ai cần thì có thể comment ở dưới nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem qua cái phòng này trước khi thi công này. Và phải công nhận là phòng con gái lúc nào cũng nhiều đồ mọi người nhỉ. Mà không biết là có những cái gì luôn ý. Bên mình có hỏi là bạn muốn decor theo phong cách nào thì bạn cũng bảo luôn là bạn ấy muốn làm như Bùi Trà, thì bên mình cũng bắt tay vào làm luôn thôi. Mà bên mình mới có cái này hay lắm mọi người ạ. Trước thì mọi người nghĩ cái dây nail flex này ý, nó rất là khó đi đúng không? Nhưng mà bây giờ nhá thì cực kỳ tiện luôn. Bên Vua Đèn LED mình đã cập nhật thêm cái băng dính 3M này, đảm bảo cho các bạn là siêu chắc. Đó, mọi người cứ dán vào phần đáy của dây led nail rồi dán lên tường thôi. Rất đơn giản, ai làm cũng được luôn ý, mà cũng không cần phải dùng đến đinh vít gì luôn ý. Thôi thì cũng dài rồi, mọi người cùng xem qua tổng cả hai phòng bên mình decor nhá.